Chào các bạn, hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn nấu chè trôi nước. Trước tiên ta nấu đậu xanh trước các bạn ạ. Ta ngâm đây là 1,5 lần đậu xanh. Ta ngâm dư giả chứ làm xong hết. Bắt đầu ta đổ nước vào ta nấu. Mình nấu như nấu cơm các bạn ạ. Bắt đầu ta bật bếp lên. Các bạn ơi, đậu xanh nó sôi rồi, các bạn cứ dở nắp như vậy này đấy. Cứ dở nắp vậy, các bạn đừng có mở nắp ra nó không ngon. Các bạn ơi, đậu xanh của mình sắp được rồi các bạn ạ. Nó sôi mà nó chào thì các bạn cứ mở nắp ra cho các bạn đậy lại nhé. Giờ mình để lửa nhỏ vậy chứ. Các bạn ơi, đậu xanh của mình đã chín rồi các bạn. Ta bắt xuống. Rồi ta bắt đầu ta phi hành để làm nhân các bạn. Trong khi chờ phi hành ta đi để đánh đậu các bạn. Các bạn ơi, hành đã vàng, ta tắt bếp các bạn. Rồi ta cho một chút muối vô trong nồi đậu xanh các bạn ạ. Bắt đầu ta cho cái nước dầu vào cho nó thơm. Các bạn ơi, bây giờ ta bắt đầu đổ đường vào đây nấu các bạn. Ta đổ vào đây 2,5 lạng đường. Ta bắt đầu đổ nước vào để ta nấu các bạn. Bây giờ mình cho vào đây một ít muối. Cho một chút vani. Các bạn ơi, đường của mình đã sôi rồi, các bạn ta bắt đầu bỏ vô mà cái gừng ta sắt lát ta bỏ vô cho thơm các bạn ạ. Rồi ta bắt đầu tắt bếp. Rồi ta bắt đầu đi ra viên đậu xanh. Các bạn ơi, ta bắt đầu đi viên đậu xanh các bạn. Các bạn ơi, bắt đầu mình bắt nước để luộc bột các bạn. Các bạn ơi, nồi đường mình nó đặc quá, ta đổ thêm nước vào các bạn. Ta bắt đầu đi luộc bột. Ta
lặn nếp và ta luộc, ta bắt đầu lặn nếp ta bỏ vào nồi ta luộc. Mình nhồi cho hộp nếp nó dẻo đó các bạn, mình nhồi cho nếp nó dẻo đã. Nó nếp bây giờ mình đã dẻo rồi, các bạn làm như vậy này đó. Mình cái này mình phải gói khéo, chứ nếu mà gói không khéo là mình luộc cái bể. Các bạn ơi, mấy cái viên xôi nước mình đã nổi là mình đã chín rồi, mình vớt ra các bạn. Đó, viên nào mà nó nổi rồi là nó chín rồi. Trời ơi, cái con lấy kem nào nó gọi, tôi kệ nó hả? Này, nó đang gọi là hiện lên là lấy kem đang gọi. Nó tắt máy chưa? Không rõ, không dám rờ vào. Ôi chứ máy đang chạy mà bà nói được luôn vậy hả? Cục nào nó nổi mà các bạn hãy vớt nha, nếu mà cục nào nó chìm mà vớt là sống đấy. Các bạn ơi, cái chè mình viên mình đã xong rồi các bạn. Giờ ta bắt đầu đi rang mè. Các bạn ơi, bây giờ ta bắt đầu đi rang mè các bạn. Mình để cho xong nóng nóng rồi bắt đầu mình rang cho nó nhanh. Mè mình muốn rang bao nhiêu rang tùy thích mình.
đã chín rồi các bạn, ta bắt đầu tắt bếp đi. Mè mình đã vàng rồi. Các bạn ơi, bây giờ ta bắt đầu nấu nước dừa các bạn. Đây là cái chén bột nếp các bạn. Các bạn muốn nấu bột nếp được, bột gạo cũng được. Ta bắt đầu bỏ vô một ít muối, một ít vani. Cho vô một chút đường các bạn. Giờ ta bắt đầu quậy nước sôi, ta bắt đầu quậy bột các bạn. Bây giờ cái bột nó sôi rồi, bắt đầu ta chế nước dừa vô. Cho thêm nước. Cái này nước dừa là mình chỉ cho lăn tăn, mình tắt lên các bạn. Các bạn đừng cho sôi, sôi nước dừa mất béo. Được rồi các bạn ạ. Giờ nó bắt đầu múc chè ra. Mè ta bỏ vô cối là giã các bạn. Cái cây cối là nghiền vậy được này. Giờ ta múc mè và ta ăn các bạn ạ. Ngon quá. Các bạn ơi, như vậy là ta đã xong hoàn thành rồi các bạn. Xin chào các bạn, hẹn gặp các bạn ở các video sau.